À, chúng ta ngồi nói chuyện với đại gia đình thân yêu một chút ha giờ này một giờ năm phút những đức à, từng nghe đại lão ở từng tình không ngày giảng khi à, ngày giảng kinh hoa nghiêm mà ngài nói rằng là ngài ngưng giảng và chuyển qua giảng à, kinh vô lượng thọ vì đại lão ở thượng tịnh không Người nói rằng kinh vô lượng thọ có thể cứu vãn được kiếp nạn của chúng sanh mà kinh vô lượng thọ đó là niệm a di đà phật nhớ kỹ kinh vô lượng thọ nói về thế giới cực lạc và kinh vô lượng thọ dạy người ta tin sâu nhân quả khi uh, những đức nghe những công đoạn này thì mình nghĩ rằng uh, muốn cứu vãn được kiếp nạn cho chúng sanh cái quan trọng là dạy họ tin nhân quả phải sửa đổi lỗi lầm bị nhớ kỹ là con người làm sai chưa hẳn là ác ác nhất của con người là không tin nhân quả như kỹ người quý vị Đa phần con người chúng ta Đi ngang một vườn hoa Chúng ta có thể Dối tay chúng ta ngắt một cành hoa đẹp Nhưng chúng ta không biết được rằng Hoa đẹp này từ đâu mọc ra Chúng ta có thể cắt một cọng rau đi luộc ăn Nhưng chúng ta không nhận thức được rằng Cọng rau này từ đâu mọc ra có khi trong bùn nhơ hoặc là trong phân tiểu nhưng có thể mọc ra một cành hoa hoặc một cọng rau cho chúng ta để dùng nên con người đa phần sống trong cuộc đời khi cái tay chúng ta dính một cái gì đó dơ một chút thì bản thân của chúng ta tranh thủ đi rửa liền nhưng chúng ta không biết rằng sự hình thành của vạn vật nhân sinh nó từ nơi chỗ bùng nhơ mà hình thành ra vì hãy nhớ kỹ nên cái cõi này gọi là trượt ác ở trong trượt ác mà giúp chúng sanh nên mỗi một quyển sách khi một người viết ra mà toàn là viết những tinh hoa tốt đẹp thì quyển sách này chúng ta chưa thể nào đọc được một quyển sách mở bài thăng bài kết luận nhất định phải có nói lên những điều Bản thân họ đã từng dốc ngã Trong chỗ dốc ngã Mà họ đứng lên Đây mới là cái dũng thật sự Như kỹ Nên từ nơi đó mà Đại lão và tượng tịnh không Ngày chú trọng giảng kinh vô lượng thọ Gọi là chú trọng dạy con người ta tin nhân quả Và tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Muốn cứu vãn được kiếp nạn của chúng sanh Là phải dạy người ta tin nhân quả Khi con người tin sâu nhân quả thì biết rằng con người sẽ hình thành thiện tâm chắc chắn luôn vì họ tin sống nhân quả nên việc sai họ làm nhất định họ sẽ điều chỉnh lại và họ ở trong cái sai ở trong cái điều hơn thua đấu đá mà họ có thể đứng lên để trở thành người tốt tại vì họ tin nhân quả quý vị nên câu nãy như thức nói một câu rằng con người làm việc sai làm nhiều điều sai chưa hẳn là ác ác nhất của con người là gì không tin nhân quả nên chúng ta học Phật quý vị nhớ kỹ, con người ai cũng có tạp khí sai, nhưng cái chỗ đặc biệt của con người chúng ta đó là phải có chung nghĩa. Nếu đánh mất đi chung nghĩa thì hoàn toàn quý vị sẽ không thể nào tiếp nhận được Phật pháp, pháp 100%. Nếu như có người học đạo mà tâm lượng hẹp hòi, chỉ biết mình không biết người khác, chỉ biết nhà mình không biết nhà ai, chỉ biết chùa mình không biết ai cả. Chỉ biết bản thân mình không nghĩ đến ai cả Xin thưa quý vị Khó thể nào quý vị Bước vào cửa Phật được Một trăm Con người sống trong cuộc đời chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi thôi Chúng ta có những tư tưởng Có những ý nghĩ thiện tốt đẹp Làm có thể dám hy sinh về bản thân của mình Vì đó là gì? Lý tưởng quý vị Cái lý tưởng rất là quan trọng Nên lý tưởng của những đức Khi tu quý vị Thời gian 12 giờ khuya. Nhẫn Đức nói nãy một câu rằng: Mỗi một con người nên phát một cái nguyện gì đó. Trong cái giờ này mình tu tập. Vậy quý vị hỏi Nhẫn Đức thầy phát cái nguyện gì thầy? Nhẫn Đức nói rằng: Cái nguyện Nhẫn Đức phát lên từ xưa đến nay không phải cầu mình tiêu nghiệp, cũng không phải cầu mình sung sướng, cũng không có cầu mình cái gì cả. Chỉ có đúng cầu cái là mong rằng đem pháp môn tịnh độ giới thiệu chúng sanh trong đa dạng phương tiện dùng phương tiện nào cũng được chỉ cần đem tịnh độ hướng dẫn cho họ được suy nghĩ làm sao để đem pháp môn tịnh độ giới thiệu cho chúng sanh thì những đức thấy rằng là từng nhà nhiều người bây giờ niệm phật và đang lan tỏa ra những đức ở trong ngôi tam bảo 15 năm khi những đức bước chân ra xã hội bên ngoài Những đức vẫn tiếp tục đem tình độ giới thiệu Và bây giờ có khi Lại là hình thành cho từng gia đình quý vị niệm Phật Nếu như chúng sanh có phước đặc biệt Thì chắc chắn rằng từng nhà sẽ niệm Phật Người người niệm Phật Thì kiếp nạn này mới có thể quá dài Cũng như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngày nói rằng Kinh hoa nghiêm cao quá Tuy là giảng cho chúng sanh đời sau tham khảo nhưng để lợi ích cho chúng sanh hiện đời chậm nên ngài ngưng giảng kinh hoa nghiêm giảng kinh vô lượng thọ vì kinh vô lượng thọ gây dựng tính nguyện chúng sanh trong thời mạt pháp vì phải nhớ kỹ khi kinh giáo diệt tặng, kinh vô lượng thọ còn lưu hành 100 năm qua 100 năm kinh vô lượng thọ cũng mất luôn thì chỉ còn có một câu Phật hiệu để độ chúng sanh. Từ nơi đó, chúng ta chưa đợi khi kinh giáo diệt hết bây giờ mình nó đem pháp môn tịnh độ với thì chân thật gầy dựng tín nguyện niệm phật cầu sanh cực lạc quý vị nhớ rằng con người chúng ta sanh trong cuộc đời này đa phần là sai nhiều và đúng thì ít phần nhiều chúng ta đều là những người sai mà pháp môn tịnh độ là độ những con người làm sai những con người sai mà có thể đứng lên quay đầu để niệm phật cầu sanh cực lạc nếu như một con người nào không bao giờ nói mình sai Họ luôn luôn bảo vệ cái đúng của họ Thì người này sẽ không bao giờ Đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu cho chúng sanh được Một trăm như quý vị Vì sao? Vì đa phần người ta làm sai Người ta sẽ cảm thấy rằng bản thân người ta không có cơ hội quý vị Thật sự không có cơ hội Một con người làm nhiều điều sai Giảng niệm Phật Giảng đưa cái mặt ra niệm Phật Giảng hướng dẫn người ta niệm Phật không có một cái gì cảm thấy ngại ngùng cả vì sao vì sao họ có thể làm được điều đó vì họ tin nhân quả chỉ đúng họ tin nhân quả thôi vì cái nhân cái quả nó phù hợp không có thể nào một con người với con người gặp với nhau trong cuộc đời này mà bỗng nhiên tự nhiên chúng ta có thể gặp nhau được đó quý vị à chúng ta đang ngồi nhìn nhau như vậy cũng là có duyên đặc biệt rồi đó và giờ này mà có thể ngồi nghe như vậy Là cũng đặc biệt rồi đó Chúng ta đã ngủ nhiều quá rồi Thêm một chút hay bớt một chút Không không có gì cả Như bây giờ nhà Đức Tu Lúc sáu uh, 6 giờ 6 giờ mấy Tới giờ này nhà Đức đâu ngủ chút nào đâu Cái cảm giác như là Nhiều người, người ta đang chờ Cái giờ này để người ta tu Sao người ta không ngủ nữa Con người mình với chúng sanh mình nghĩ mình với chúng sanh cùng là một thể Khi đã thương chúng sanh thì có Cái cảm ứng Giữa mình với họ nhất định sẽ có cảm ứng Nên gọi là tâm an thì cảnh an mà Nên chúng ta đã ngủ quá nhiều đời Nhiều kiếp quý vị Giảm một chút ngủ cũng không sao cả Quý vị thấy rằng là tỉnh táo vô cùng Khi một thời tu cực kỳ an lạc Có khi giờ này lại là giờ Lắng động đặc biệt Vì đừng bao giờ nói rằng Tôi niệm Phật xong một thời tôi tranh thủ tôi đi ngủ liền những con người này thường bị bỏ Pháp môn niệm Phật là vì sao cái gì biết Vì họ không hiểu được cái nguyên lý Của pháp môn niệm Phật Nên người tu tịnh độ dễ bỏ pháp môn niệm Phật Là ngay chỗ nào Vì nguyên lý của tịnh độ họ không hiểu Thì phải nhớ kỹ Một câu vật hiệu này không đơn giản chút nào cả Nếu để cả đời mà tu tịnh độ Cả đời mà niệm Phật không bỏ cuộc Thì quý vị, vị nhận thức được tịnh độ này Phải cực kỳ sâu Mà không bỏ cuộc Thường có người ta niệm Phật Người ta bảo vệ cái điều mà bản thân người ta rất là đúng, rất là tốt. Thường những con người này là họ bị chấp ngã. Cái chấp ngã này của họ cực kỳ nặng. Con người này nhất định họ sẽ rất dễ một là bị cái gì? Bị thất vọng với bất cứ cái gì một người nào đó. Còn một con người không chấp ngã chỗ này nặng mà họ lại tin sâu nhân quả. Thì khi họ gặp bất cứ một sự cố gì bản thân họ hay bất cứ ai, họ sẽ không bao giờ bị hộp hạng. Vì sao? Vì họ tính nhắn quả Nên có người thường họ chấp vào Cái đúng của họ quá cao Thì có người này sẽ rất rất là khó độ họ Khi họ gặp một sự cố gì Bản thân họ sẽ hụt hẳn Giống như từ trên cao rớt xuống Nên từ nơi đó mỗi một con người Chúng ta phải nhìn lại mình Ai cũng đang còn có cái sai Ai cũng đang còn cái sai Mà cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì Trong cái sai mà niệm Phật cầu sánh cực lạc trong cái không tốt mà niệm Phật cầu sánh cực lạc, bạn có dũng khí này hay không? Bạn làm sai một chút, bạn đã cảm thấy mình bị đổ vỡ hết rồi. Bạn leo lên một ngọn núi gần tới trên chót núi, bạn rớt xuống lại, bạn nằm ở bên dưới, bạn không thể nào bò lên trên được. Bạn cho rằng bạn tuyệt vọng. Thất vọng vì bản thân đã sắp sửa tới ngọn núi cao nhất mà bây giờ bạn rớt xuống lại. Giống như một con người khi họ có thời gian tu tập họ làm một cái việc gì sai cực kỳ lớn từ đầu tới chân họ hoàn toàn giống như tẩm hết phân tiểu nhưng cuối cùng họ vẫn đứng lên được bạn có đủ dũng khí đó không trong cõi trượt ác này bạn đủ dũng khí đó không hay bạn bị người ta nói vài câu thôi bạn đã cảm thấy bạn muốn đem cái mặt chui vào chỗ nào để chốt chưa đủ bản lãnh ở trong cõi này để tu tập giải thoát đâu nếu như bạn thật sự là người có bản lãnh ở trong cõi này để tu tập để cầu giải thoát thì bạn đừng bao giờ nghĩ cái bộ mặt bạn to lớn gì quá mà bạn hãy nghĩ nhiều đời nhiều kiếp cái bộ mặt này nó ở trong tam đồ ác đạo bị đập không biết bao nhiêu cây vào cái mặt này hôm nay nó được trường mặt ra ngoài ở trong cái ngũ trượt ác thế này bạn bị một số cái nhân cái quả mà chính bạn đã tạo ra bây giờ bạn phải lãnh chịu mà bạn không từ trong chỗ đó đi bước ra thì làm sao một đời này bạn có thể giải thoát được nên những đức nói làm sai chứ hẳn là ác ác nhất là không tin nhân quả ác nhất là không tin nhân quả nên những đức nói rằng những anh em huynh đệ những đức đã từng biết quá họ đa phần là một tay những đức đi gầy dựng cho họ. Dù họ sau này họ có thành công cỡ nào đi chăng nữa thì cái lót nền những đức lót cho họ quá dày. Nếu như bản thân những đức phạm một điều gì đó không phải họ lại chở mặt cái những đức thì bản thân họ về sau rất là khó thành công. vì đến một ngày nào bản thân họ phải gặp phải sự cố về nhân quả thì ai tha thứ cho họ đấy nên từ nơi đó con người phải đủ dũng khí trong cõi đời này Tu tập Trong cõi này là cõi gì? Mạnh hiếp yếu Đè nhau mà sống Công nhận không? Đủ thứ sự bất công trong cuộc đời này Làm sao đòi công bằng ở cõi này quý vị? Nên Nhân Đức từng nói rằng Bạn đừng đòi công bằng ở cõi này Mà bạn hãy tin nhân quả Vì cái nhân quả nó mới đúng Còn đòi công bằng ở cõi này không phù hợp nên mỗi một người khi nghe với một tình độ này cái tin nhân quả là cái cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng để bạn gây dựng cả đời bạn niệm phật cầu sanh cực lạc nhớ kỹ bạn có làm sai cỡ nào bạn đừng bỏ với môn niệm phật bạn có phạm điều sai lầm bạn có phá thai bao nhiêu lần bạn có chửi cha mắng mẹ bạn có phạm tội lỗi gì bạn có chửi thầy đi chắc nữa bạn cũng phải quay đầu tin nhân quả và quyết tâm niệm phật cầu sanh cực lạc bạn đừng nằm vẹp tại chỗ đó để khi qua một đời bạn vẫn sẽ đi xuống tam đồ ác đạo tôi đẩy tôi vào tam đồ ác đạo để rồi bản thân tôi phải bước ra tam đồ ác đạo vì sao vì nếu tôi không bước ra tôi sẽ ở trong tam đồ ác đạo cũng như bản thân có những đức đã từng làm người xuất gia 15 năm cũng từng hiện tướng tỳ kheo những đức cũng phạm những điều lỗi lầm sai quấy Bản thân những đức bây giờ nhắc nhở chính mình Những đức chỉ có tiếng không được lùi <laughs> Quý vị cũng vậy Dù quý vị nói vị không phạm lỗi lầm gì Nhưng nếu quý vị không tiếc Thì phía sau là dược thẩm Thường ngày chúng ta có thể đi từ từ Nhưng khi một ngày nào Chúng ta gặp một người cầm dao Phía sau chém mình Bản thân quý vị sẽ không dám từ từ nữa những đức đang đẩy mình vào cái chỗ là đang có dao mát phía sau đang chém đâm những đức ở thằng những đức không dám từ từ nữa chỉ có đúng mục tiêu của tôi đó là gì đời này phải về thế giới cực lạc những đức xin chia sẻ với tất cả quý vị rằng đừng bao giờ ai cho mình là đúng khi bạn đã sanh đến cõi này trong vô lượng kiếp tạo nghiệp chướng của chúng ta trong kinh phật nói rằng nếu có hình tướng thì tặng hư không có pháp giới này cũng không có chủ chướng Chứ đừng nói là đúng Vì chưa đến lúc Nó phát triển ra với bạn đấy Giống như cặn Nằm dưới đất lưu Nếu như mà bạn múc nước mạnh Thì cặn nó sẽ dội lên thôi Khi cái tâm cầu sách cực lạc của bạn Cực kỳ mạnh Thì giống như cặn nó tự bốc lên thôi Mỗi một con người chúng ta Đều có cặn bã như vậy đấy nên đừng bao giờ giỏi vàng chơi người khác Mà hãy nhìn lại chính mình Đó là cái đặc biệt nhất Nên những đức viên quý vị Phải tin nhân quả Chân thật mà đem pháp môn tịnh độ này đi giới thiệu Hết lòng hết giả đem pháp môn tình độ này giới thiệu Đem giới thiệu làm sao phù hợp nhất với chúng sanh Phù hợp nhất với căn cơ chúng sanh Chúng ta đã nhìn được căn tính chúng sanh như thế nào Trong thời mạng pháp và cái thời cuộc này Mà tu tập được Thật sự những đức đã nhìn ra rồi Thấy cái cách tu làm sao mà chỉ họ tu được mình đã nhìn ra rồi ông mình phải tẩm mình mình vào phân tiểu để cho tất cả những con người sai cỡ nào cũng thấy họ có cơ hội họ đều thấy họ có cơ hội chứ không phải chúng ta ngồi trên cao rất là sạch sẽ người ta sẽ không thấy người ta có cơ hội nên quý vị dù có học phật niệm phật giỏi cỡ nào Quý vị hãy thường nói mình sai Tôi còn nhiều điều sai lắm Nhất định quý vị sẽ giúp được rất nhiều người niệm Phật Từ chỗ đó là chỗ điều chỉnh mình đặc biệt nhất Nên có vật hiệu này rất là hay Khi buổi tối như vậy tu xong những đức nói chuyện một chút gì với quý vị Đó cũng là một phương pháp, một cách Để chúng ta gây dựng được tính nguyện niệm Phật Và trên đoạn đường đi này chúng ta lỡ có vấp ngã cũng đứng lên Không bao giờ nằm vẹp tại chỗ luôn luôn vững chắc đứng lên tin sâu nhân quả tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc đây là chỗ quan trọng nhất chúng ta phát nguyện đời này mình đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc quý vị chúc quý vị an lạc a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật